YouTuber Dưa Leo bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật. VTV.vn đăng clip sai sự thật, YouTuber Dưa Leo bị công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Ngày 18 tháng 8, công an quận 10 cho biết, đơn vị đã xử phạt hành chính với Nguyễn Phúc Gia Huy, có nghệ danh Dưa Leo hay YouTuber Dưa Leo, sinh năm 1982, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó, công an quận 10 đã làm việc với Huy về việc đăng tải clip trên YouTube dưa leo có nội dung thông tin sai sự thật trên mạng. Qua buổi làm việc, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với Huy về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, Huy phải gỡ bỏ các thông tin đã đăng tải sai sự thật.